Tại sao một đứa con từ trên trời rơi xuống? Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làng. Thế rồi khi ta trong một nhà, hiểu lầm thì sửa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười à ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa cha con chúng ta. Có mấy đứa con gái mà lượm thượm quá trời. Trời ơi, chị làm cái gì vậy chị Vi? Mấy cái này đồ hiệu không mà sao chị cuộn rồi chị làm vậy vậy? Chị phải giặt riêng ra chứ. Trời đất ơi, tôi dẹp giùm còn la tôi nữa. Chị, có cơm cho chị. Chị đang dọn dẹp mà. Dọn dẹp thôi mà, em đi học vậy em mệt muốn chết rồi mà chị cũng không dọn cơm cho em nữa. Giờ chị dọn đi, em lên thay đồ xong xíu ăn nha chị. Quá mệt mỏi. Đu đưa không phải là hư, đu đưa là để lắc lư cho đỡ buồn. Đu đưa không phải là hư. Sen, hello. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị? Trời ơi. Gì? Em mà chị toàn tưởng Hồ Sen người làm nhà em không luôn á. Trời ơi, đang bù đầu bù cổ nè chị ơi. Thôi Vi ơi, sao nay nhìn em bần quá vậy? Nhà không có ai dọn dẹp hết trơn á, Hồ Sen đi về quê rồi nè. Thôi kệ nó đi, trời thì kêu mấy đứa nhỏ xuống dọn. Nó đi học mới về lên phòng rồi. Trời đất ơi, thì bây giờ phải chia thời gian ra học bài rồi dọn cơm rồi phụ việc nhà chứ. Tụi nó 15, 16 tuổi chứ phải 5, 6 tuổi đâu. Đi 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 em, đi 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 đi. Đi đâu? Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đi đu đưa đi. Hả? À ha, quên. Đi shopping đi. Shopping gì hú? Đi shopping đi. Shopping không phải là hư, shopping là để mình mua cho thật nhiều đồ. Đi đi. Thôi 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 bà ơi, bà đi mua đi. Trời ơi, người ta đang sale đó, đồ hiệu đang sale giảm giá cực kỳ luôn. Đang sale hả? Ừ. Thiệt không? Thiệt. Đi 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 đi. Đi đi đi, cởi đồ ra, đi đi đi. Thôi thôi thôi. Thôi thôi để em dọn dẹp cái. Tại có ngày thứ bảy nghỉ à, đi mất công nhà cửa lộn xộn quá nè. Thôi chị đi đi nha. Em làm gì Vi? Em có bị điên không? Em nhiêu tuổi rồi? Em hai mấy tuổi rồi? Em đang nhớ bây giờ em với ông Tùng chỉ đang sống thử trong cái nhà này thôi. Cái nhà này cũng không phải thuộc của em nữa. Em cứ nghĩ một ngày là bây giờ em trắng tem ra đường không? Trời. Em nhìn là em đi. Trước khi em về cái nhà này em như thế nào? Bây giờ em nhìn lại em đi. Chị hai đứa con em nhìn chị đi. Em con gái mới lớn, trời đất ơi Vi. Thì em phụ giúp người ta với anh Tùng mà. Ủa, em phụ người ta lỡ muốn người ta phụ em sao? Em hiểu không? Mình là phụ nữ, đàn bà, con gái, mình phải sống cho mình. Trời đất ơi, trời nhìn em giờ rồi thì cái thằng ông nào bước vô nhà nhìn em giờ hoại lắm. Nghe chị, mình phải vì chính mình. Đi 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 đi, nói cho đi lẹ 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 lẹ. Trời ơi, ngoài kia nó người ta xếp hàng ngoài rồi chị, hồi hộp quá. Đi đi đi, nhanh lên nhanh lên. Thôi chị em không đi đâu. Bây giờ mày đi không? Ok, tao nói lại từ đầu ạ. Thôi chị Vi, em phải hiểu là em đang sống thử trong căn nhà này với ông Tùng. Căn nhà này cũng không phải thuộc của em. Em nghĩ đi. Đợi xíu lên thay đồ. Thôi vậy đi. Ôi thiệt á, nhìn nó ghê mà đi ngang sợ dơ lây luôn á. Trời ơi, thích quá đi. Đúng là phương thuốc thần kỳ dành cho phụ nữ là shopping. Trời ơi, thích quá, thích quá. Chị mua nhiều quá nha. Nhiều lắm luôn nè cưng, quá trời nè. Ngoan ngoan ngoan, coi nha, coi nha. Trời ơi, xu hướng năm nay là màu cam nha. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Đẹp chưa, đẹp chưa? Lộng lẫy không? Mắc không chị? Mắc chứ nè. Trời ơi, em mắc chứ. 2 triệu, 2 triệu 499 là 2 triệu rưỡi đó.
đẹp á, đẹp á. Đẹp ha, đẹp ha. Dạ. Đẹp ha. Trời ơi, chị mặc vô là xuất sắc. Xuất sắc bé ơi. Thích quá đi, thích quá đi. Còn em mua được cái gì, em mua được cái gì? Có nhiều chứ nè. Nhà cái tập về nó hơi cũ á. Mua được cái này ưng dễ sợ luôn, chị coi là đẹp. Đó, cái giải nó đẹp. Được rồi, mua còn gì nữa, sẵn đó. Tập về này thì biết rồi. Mấy đứa nhỏ nhà nó khoái ăn nước mắm nước tương lắm nè. Hôm nay nhà hết rồi, ăn toàn với muối không à, nhìn tội nghiệp. Nay sẵn đi tôi chơi luôn cha lớn ăn cho nó đã. Đẹp đó, đã mua hết luôn đó. Không có thiếu cái gì hết trơn. Giờ là ăn này ăn cơm cũng ngon nữa, nước mắm nước tương ăn cũng ngon nữa, chứ không ăn với muối nữa. Cái này là chị biết rồi, em mua cái gì cho em á, cho bản thân em á. Có chứ, trời ơi. Hồi nãy đi ngang thấy cái chỗ kia nó bán một tặng một. Chị coi nè, hai cái áo thun có 90 ngàn. Trời ơi, rẻ bèo. Nè chị coi thun nè, thun đã nha. Đó, co giãn, mặt mát lắm chị. Nè coi coi, vừa đó. Nè, đẹp lắm chứ bộ. Đây nè, mặt cái này nè, đó. Là em mua một tặng một. Cái gì vậy hả Vi? Hồi nãy chị đứng chị nói khô nước miếng với em mà kết quả vẫn không thay đổi hả Vi? Cái gì vậy Vi? Trời ơi, em coi nè, nói em đừng buồn chứ áo gì mà em mua nhìn như lùi dẻ vậy Vi? Rồi coi em ăn mặc nè, em bao nhiêu tuổi, em mới có hai mấy tuổi hả Vi? Em phải nghĩ cho bản thân em một tí xíu được không? Có chứ, nhưng mà không phải em cũng nghĩ là mình đang ở chung với anh Tùng vậy á, thì mình cũng nên chia sẻ với anh chút xíu chứ. Chia sẻ nhưng không có đồng nghĩa với lại bán mạng. Em hiểu không? Là phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình. Giống như bản thân chị đi, chị có hai đứa con. Mọi người luôn trách móc rồi. Có nhiều người chị biết là sầm xì sau lưng chị nói mẹ hai đứa con mà lúc nào cũng xe xua áo quần này nọ. Nhưng đối với chị á, chị không quan tâm. Bởi vì sao? Phụ nữ là phải biết yêu thương bản thân mình. Cuộc đời mình sống có một lần nè, thanh xuân mình ngắn ngủi lắm, nên mình phải thực sự biết trân trọng điều đó. Mà mình miễn làm sao mình làm điều gì mình cảm thấy vui, mình không phung phí, mình có một khoản tiền riêng, mình lo cho tương lai kế hoạch sau này. Em hiểu không? Chị thương em lắm, chị biết em rất là thương anh Tùng. Nhưng phụ nữ mà, em còn trẻ nữa, em làm điều gì em suy nghĩ cho bản thân em. Bây giờ ảnh còn thương em, còn mặn nồng với nhau, thì mình chưa nói được điều gì. Chứ ngày đẹp trời đó, giống như hai thằng chồng chị bỏ chị đi, em thấy không? Nhưng mà chị vẫn sống khỏe, chị vẫn có thể có đầy đủ kinh tế, chị tự lập. Chị là một người phụ nữ hiện đại mà. Chị lo cho con chị lo cho bản thân chị, ăn sung mặc sướng, shopping, muốn mua chị mua, muốn ăn gì thì ăn. Em cũng vậy. Em phải tính tới một ngày nếu mà người ta bỏ mình đi, lúc đó mình như thế nào. Là phụ nữ, làm gì thì làm, phải yêu thương chính bản thân mình. Tin chị nha, chị là phụ nữ phải tin chị nha. Bởi vì đây là kinh nghiệm của một người phụ nữ mà đã bị hai người đàn ông bỏ rơi. Thơm quá. Nè nè nè, em mua gì nhiều quá vậy? Dạ em mua gà lái. Ủa sao cơm nhà không ăn mua gà rán, chi tốn kém quá. Ở nhà ăn cơm chiên rồi trứng chiên, trứng luộc, trứng xào rồi. Em ngán quá. Em mua gà rán ăn. Ăn cái này dầu mỡ không à. Ê, pizza tới nè, em đi lấy đồ ăn cái. Trời đất ơi, bé này. Ồ, Vi. Ồ dạ, chào sếp. Gặp em ở đây may quá. Dạ. Em ngồi đi. Dạ, có chuyện gì nha sếp? Có cái này nhờ em. Em đưa cái này giúp cho thằng Thành, giúp anh. Có mấy triệu thôi à. Nhưng mà nhớ, đừng có nói với vợ anh, không bà ấy lại la lối om sòm lên. Trời, anh cho gì mà một lần mấy triệu. Anh cho vậy Thành nó hư sao anh? Kệ đi, mình làm được bao nhiêu cũng cho con cái hết mà. Cũng may á, là anh có tiền mặt. Chứ đi rút cái á, vợ anh đã biết rồi. Thì đàn ông ai cũng chẳng có quỹ đen để phục vụ chính mình mà em, đúng không hả? Dạ không, em làm gì có cái quỹ đen lớn vậy. Ủa anh, cho em hỏi một câu tế nhị nha. Bộ ai lập gia đình rồi là mình cũng đều phải có quỹ đen hả? Anh nghĩ là như vậy á. Là thôi, anh có việc gấp, anh đi trước nha. Cảm ơn em trước ha.
lãnh quẩn ba cái này hoài à. Anh Tùng, em mệt mỏi thật sự luôn á, anh cứ để cho em. Ôi, nói chuyện lúc nào cũng gấp máy ngang vậy đó. Tôi gọi cho anh trái máy luôn. Ở mặt với tôi. Ôi, Vi, Vi, em có sao không? Đây đây đây, chị mua hết rồi đây nè. Trái cây nè, trái cây nè. Đó cam ăn vô xe nè. Thanh long, thanh long. Giá hạ số, thanh giá hạ số đó. Đó đó đó, đây đây đây. Thuốc nặng không, nặng không? Có nóng không, nóng không? Trời ơi, ông Tùng gọi điện cho chị ông kêu chạy qua lo cho em nè. Ôi, chị đang ở ngoài đường tất bật chạy về. Mua được có mấy trái à, đưa đây. Chị. Em đâu có bệnh hoạn gì đâu. Ủa chứ sao anh Tùng mới nói chị là em đang lên cơn rồi, qua coi em sao? Thấy chưa? Em gọi thì không nghe. Giờ gọi điện báo cáo với chị. Quá đáng thiệt chứ. Báo cáo gì đâu, thì ổng lo cho em, không biết em sao đó thì mới gọi cho chị. Mà em có sao không, có bệnh không, có bệnh không? Mà lên cơn gì vậy? Ê, lên cơn đừng cắn chị nha. Anh gửi em thêm 20 triệu. Xin lỗi em yêu, tháng này anh trễ 15 ngày. Wow. Thấy chưa? Thấy chưa? Giận cái là có tiền liền. Đó, bởi vì phụ nữ mà hay ở chỗ đó. Được rồi, anh muốn vậy chứ gì. Thôi được rồi, hở đụng chuyện là anh lấy tiền đập vô mặt tôi chứ gì. Tôi lỡ sắp binh tốn hết 45 triệu rồi, anh gửi vào tài khoản liền cho tôi đi. Không thì tôi biến mất khỏi căn nhà này. Anh kiếm con nhỏ khác về lo cho những đứa con từ trên trời rơi xuống của anh đi. Tỉnh mình, tỉnh mình, tỉnh cưng. Trời, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta không bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha, và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.